Không khác nhau gì lắm về mặt đẹp trai đúng không? Nhỉ? Ai cũng cái chú đại diện cũng đã nói là em đẹp trai hơn anh. Là Nam Phong đã dậy thì rất thành công, cực kỳ thành công. Còn rồi, được rồi, An Chi, rồi. An Chi thì không thành công tí nào vâng. Xin chào tất cả các bạn, đây là An Chi khi bé và An Chi khi lớn. Chiều cao thì vẫn ngang bằng nhau thôi, chẳng qua là nhan sắc có thay đổi một tí xíu. Các bạn có thể thấy là đây là cao bằng nhau dưới. Chiều cao như thế này là chân thật. Đó, em nói chút xíu đi. Hello mọi người, rất là vui và hân hạnh được làm việc với chị như thế này nào. Mình thấy chị tay chân là mình có thấy chân. Bóng mai ghê luôn. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Rồi, đẹp. Hai đứa đợi vô. Chạy. Chạy đi. Bữa nào mà gì không được là chúng ta nhiệt mặt hương đây nha. Đây, tôi đi. Rồi, ôm nhau, ôm nhau. Cắt. Rồi, tôi xin lại luôn thầy. Amiga, se ficou dedinho na boca, louca, 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 louca.
Môi nhau rồi là đẩy cái cổ áo lên che cái môi lại, vừa đẩy cái áo hiểu không, là che cái môi lại hiểu không? Chỉ là em đang rất nhớ, rất nhớ anh. Gọi thầm tên anh cũng khiến con tim em thấy hạnh phúc. Các đôi lên mình ngược vào. Chơi em ơi, rồi chơi nha. Cổ áo đằng sau, thẳng lên. Nhưng mà cổ bây giờ nó là vị trí. Mình xin chúc chúc.